bài học từ sự thành công tầm cỡ thế giới của Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg ra mắt Facebook vào tháng 2 năm 2004. Khi đó, anh vẫn chỉ là một cậu sinh viên 22 tuổi của trường đại học Harvard. Vì theo đuổi khát khao xây dựng mạng xã hội lớn nhất hành tinh, Mark thậm chí đã quyết định bỏ học khi vừa lên năm 2 của đại học. Cho đến thời điểm hiện tại, anh đã trở thành giám đốc điều hành công ty công nghệ nổi tiếng khắp thế giới. Tuy Mark Zuckerberg chạy thành công dự án Facebook và nhanh chóng thu hút hàng triệu người dùng ngay từ giai đoạn mới đầu ra mắt, nhưng lại không hẳn là một nhà quản lý giỏi lúc bấy giờ. Minh chứng rõ ràng là vào tháng 7 năm 2006, Mark đã gặp khó khăn và vô cùng áp lực khi phải đưa ra quyết định trước lời chào mua lại Facebook từ Yahoo với giá hơn 1 tỷ đô la. Mark đã từ chối lời đề nghị mua lại Facebook với giá khổng lồ đó vì đam mê và muốn tự tay phát triển được con tinh thần của mình. Khi đó, chúng tôi đang ở trong giai đoạn xây dựng New Feed bản tin, đầu tiên bao gồm các status, hình ảnh, video, liên kết và các hoạt động ứng dụng. Tôi đã nghĩ rằng nếu chúng tôi có thể khởi động nó thành công, nó có thể giúp chúng ta thay đổi cách tìm hiểu về thế giới, ông chủ của Facebook chia sẻ trong buổi lễ tốt nghiệp tại trường đại học Harvard. Nhiều người cho rằng Mark là người thông minh kiệt xuất, độc nhất vô nhị. Anh đã tự tay xây dựng nên đế chế mạng xã hội lớn nhất thế giới nhờ sự quyết tâm, khả năng tập trung cao và làm việc chăm chỉ. Những tưởng anh rất là cô độc trên đỉnh vinh quang của mình, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Mark là thành viên của một nhóm phát triển, trong đó các thành viên cùng nhau thúc đẩy các dự án, chiến lược và thiết kế chiến thuật cho các bộ phận khác nhau của công ty. Họ đặt ra những thước đo nghiêm ngặt để xác định thành công của nhóm. Ở nhà, Mark được người bạn đời Chris Kilas Chan hậu thuẫn rất nhiều. Cô chính là người giúp anh giữ cân bằng cuộc sống và công việc với những điều luật gia đình, giữ gìn cuộc sống gia đình luôn được hạnh phúc. Về các doanh nhân có thể học được điều gì từ thành công của Mark Zuckerberg? Mark đã tìm ra một tập thể cùng nhau giải quyết công việc dễ dàng hơn. Anh cho biết nếu chỉ có một mình, anh không thể gây dựng nên thương hiệu Facebook lớn mạnh như ngày nay. Trong bài phát biểu mới đây, Mark đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình trạng thiếu các tổ chức về cộng đồng. Theo anh, nếu mọi người chung tay góp sức cùng tìm giải pháp cho những vấn đề nhức nhối hiện nay và thực hiện chúng, cuộc sống con người sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Hiện tại, Mark vẫn đang sát cánh cùng các cộng sự để nghiên cứu, cải tiến và phát triển các ý tưởng mới lạ. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh việc thường xuyên hẹn hò vui chơi với bạn bè hoặc người thân là cực kỳ có lợi trong việc duy trì sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc, đặc biệt là với những người có lịch làm việc dày đặc như Mark. Ngay cả khi bận tối tăm mặt mũi trong hàng tá các dự án phát triển về kinh doanh, vị doanh nhân trẻ tuổi này vẫn cố gắng dành thời gian cho gia đình và bạn bè. Do đặc thù công việc là hoạt động trên mảng công nghệ nên Mark phải sử dụng máy tính cả ngày. Để mối quan hệ của hai người không bị công việc cuốn trôi, Chris Kilas, vợ Mark, đã đặt ra một nguyên tắc chung giữa hai người buộc ông chủ Facebook phải tuân theo. Theo đó, cô đề nghị anh phải dành ít nhất một buổi tối trong tuần cho hai người. Và thật ngạc nhiên khi Mark chưa từng phá vỡ nguyên tắc này, cho dù anh bận tối tăm mặt mũi, nhờ đó mà họ luôn cảm thấy cuộc sống thật thú vị và đầy niềm vui chứ không chỉ có công việc và những áp lực. Để thực sự hiểu được những bí quyết thành công của vị CEO trẻ tuổi Mark Zuckerberg, bạn hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ về sự kết nối của mình với những người mà bạn không thường xuyên gặp mặt. Thay vì thích và chia sẻ những trạng thái của ai đó ở trên mạng xã hội, hãy tạm dừng một chút để kết nối với người đó trên Internet. Nhờ hành động này, bạn có thể kết nối lại cuộc trò chuyện với những người xung quanh một cách nhanh và hiệu quả nhất. Đó cũng chính là mục đích kết nối mọi người của Mark khi sáng lập ra Facebook. Và cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã theo dõi đoạn video clip trên kênh của Lê Chí Linh. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận được những video, chúng ta hãy bấm vào nút subscribe. Và hãy nhớ bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được những video của Linh. Và đừng quên share đoạn video clip này trên tường Facebook cá nhân của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.